Shop7sao.com, shop bán hàng phòng dầu uy tín 7 server. Hiện tại web có rất nhiều dịch vụ cho anh em tha hồ lựa chọn như bán vàng, bán ngọc, làm nhiệm vụ săn đệ úp đệ. Ngoài ra, anh em muốn zing ngay là khủng outfit với giá 10k thì anh em có thể lên ngay shop7sao.com để thử vận may nhé. Hi, chào bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục series về MV Minh ST nhá. Thì trong cái clip trước thì mình có bảo anh em là mình đã bị phá leak. Thì ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ đầu tư lại leak Vim ST của mình nhá. Đó. Ok, và hiện tại thì mình đã mua hơn 2.000 ngọc với lại hơn 1 tỷ vàng em ạ, để mình có thể đầu tư lại leak Vim ST. Ok, và bây giờ mình sẽ nhận ngọc luôn nha anh em. Đó, thì buổi tối chắc tối thì mình có thể là mình sẽ đi bản đồ kho báu để kiếm chút tiềm năng ngày X2 em nhá. Đó, thì tí nữa chắc mình sẽ tạo lại một cái PT của mình, tại vì hắn giải bán PT của mình rồi mà. Ok, và bây giờ mình sẽ gọi là nhận ngọc nha. Đó, mình mua hơn 2.000 ngọc em ạ. Đó, 2.000 ngọc thì 2k thì nhận được 1.900. Đó. Ok, và bây giờ vàng thì chắc mình phải bán vào shop thôi. Đây, bán vào shop anh em nhé. Thực sự luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ bán vàng vào shop nhé. Đó, ok, thì 33 thỏi vàng thì mình được 1 tỷ 2 vàng em ạ. Ok, bán luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ gọi là mua cái bông tai đi. Tại vì hiện tại thì bông tai, mình bị mất cái bông tai mà. Ok, mình sẽ mua lại bông tai. Rồi, hiện tại có bông tai rồi anh em nhé. Hợp thẻ vào cho đẹp trai nè. Ok. Rồi, ok, hiện tại đã đẹp trai rồi anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ mua thêm gì nhỉ? 1 tỷ 2 vàng. À, mua thêm cái gì ta? Chắc mình phải mua thêm mua gì nữa nhỉ? Đây, chắc thiếu một cái ván bay em ạ. Thiếu một cái ván bay thì chắc mình phải mua thêm cái ván bay em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ mua cái ván bay đi. Ván bay giá 50 ngọc em ạ. Ok, hiện tại mình đã có cái ván bay rồi. Đó. Ok, ván bay rồi này. PT nữa. PT thì chắc tạm cái PT thường thôi, rồi khi nào VIP lên rồi thì nâng cấp sau anh em nhé. Ok, bây giờ sẽ tạm một cái bang. Bang có tên là vẫn như cũ anh em nhé. Để mình ghi ở đây xem có bang nào tạo như thế chưa. Tem siêu trộm Viming. Ok, chưa có ai anh em ạ. Bây giờ mình sẽ ghi nhá. Tem siêu trộm Viming. Bạn là một game thủ chân chính. Hasaki! Bạn chán ngấy với khi chơi game lại từ đầu. Vâng, tôi sẽ giúp bạn bằng cách bạn đã truy cập vào ngay shopvimin.com, sau đó bấm vào mục đầu tiên và nó truy cập vào web của tôi. Bạn hãy bấm vào mục đăng ký để tạo lấy một cái link. Sau khi đăng ký thì các bạn hãy chọn link ngẫu nhiên mà bạn muốn đăng ký, bấm đăng ký. Và phần làm thẻ, chọn loại thẻ, chọn mệnh giá. Sau khi làm thành công thì bạn hãy vào ngay mục ngọc rồng online để chọn link muốn mua. Shop thì có rất nhiều link giá rất là học sinh và sinh viên để cho anh em tha hồ lựa chọn. Bấm vào mục mua đồ giá rẻ nếu bạn cần mua đồ 3 sao. Bấm vào mục game run roam nếu bạn chỉ có 10k và muốn tinh ngay khủng hoảng VIP. Sử dụng shopvimin.com thật là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ tạo anh em nhé. Rồi, mình sẽ tạo lấy để tạo cái 50 ngọc. Để tạo lại cho đẹp anh em nhé. Ok, rồi. Tại mình đã tạo thành công PT này rồi. Anh em nào cần vào để tối ké tiềm năng thì em có thể vào PT của mình nhé. Tem siêu trộm bi minh. Ok, có biểu tượng là hình cái trăng lưỡi liềm anh em nhé. Ok, rồi. Và bây giờ xem nào. Mình còn thiếu một cái nữa, chính là cái này nhỉ. Một cái giáp tập luyện nữa. Với lại chắc sự kiện X2 chắc mình thiếu thêm với lại một set sức mạnh tiềm năng. Với lại thiếu thêm một set hút nữa anh em ạ. Set hút làm nhiệm vụ. Thực sự luôn. Rất thiếu thốn luôn anh em ạ. Đó, cho nên anh em cần mua link có thể lên shopvimin.com để ủng hộ mình nhá. Ok. Và bây giờ mình sẽ tra thế giới. Mình sẽ mua một set sức mạnh tiềm năng 60% anh em nhá. Đây chắc mình mất cả cái găng VIP nữa anh em ạ. Mình có một cái găng nó là rất là VIP luôn ý. Bị mất luôn rồi. Có cả hai cái găng úp đệ nữa cũng mất luôn rồi. Thực sự luôn.
sự cái đấy anh em bảo mình gọi là gì nhỉ, bảo là thằng này tự phá xong rồi quay cái clip, thực sự mình cũng đâu có rảnh đúng không. Ok, đây mình sẽ phải mua thêm một cái đèn của sự kiện đi, mua thêm cái đèn. Có rất là nhiều thứ này cho mình có thể mua này, mua thêm cái lồng đèn 5 ngọc đi, tăng HP cũng được anh em ạ, đèn ông sao. Ok rồi, tăng lên được khoảng 180k HP anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ mua thêm cái gì ta, để mình sẽ mua set sức mạnh tiềm năng xây ra 60% bán PM. Ôi, mình chat thế giới để mua cho anh em nhé. Ok đó. Đây là link Vi Minh ST. Thì chắc tối thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ cho em Vi Minh ST nhá. Mình sẽ làm nhiệm vụ tiêu diệt ở xuyên qua cấp 1 đó. Tại thì mình đang cần vàng ấy, thì cho lên chắc mình bây giờ mình sẽ không mua giáp tử lưỡi cấp 3 anh em ạ. Mình cứ sử dụng giáp tử lưỡi cấp 2 thôi, rồi một thời gian nữa thì mình mới nâng cấp lên giáp tử lưỡi cấp 3 anh em nhá. Đó, tại vì bây giờ thiếu thốn ý, mua làm gì vội anh em ạ. Ok, thì mua giáp tử luyện cấp 2 thì nó mất thêm khoảng là bao nhiêu đây, 100 triệu vàng. Trước là mình mua bằng vàng cho nên là bị của nó bán được anh em ạ. Bán đi thì cũng được 20 triệu vàng, thì nó bán nó lấy luôn. Sự thôi kệ, mua đi. Thôi kệ quá khứ thì thôi, cũng chả nói lại làm cái gì anh em ơi. Ok, bây giờ mình chat thế giới rồi. Một xíu nữa thì team mình hiện lên thì chắc anh em không biết có ai bán không ta. Lần cuối bán găng 15% sức đánh. Thôi mình hỏi thử xem găng này có đắt không em nhé. Nếu mà rẻ mình mua luôn. Ok, mua găng. Mà giá bao nhiêu vậy? Để mua tạm găng này xài cũng ngon anh em ạ. Găng này thực sự là bao nhiêu ạ? Em mình hỏi thử xem cái này xem bao nhiêu anh em nhé. Thực sự mình cũng chả biết giá là xét sức mạnh tiềm năng mà ngày thai là giá bao nhiêu anh em ạ. Mình nghĩ là nó phải chênh lệch khoảng thêm 30-40 triệu vàng nữa. Thực sự luôn mình không biết là bao nhiêu ý. Đây bán găng xét hút máu này, xét bao nhiêu? Xét hút máu bao nhiêu? Găng 15% sức mạnh tiềm năng thì chắc mình không mua anh em ạ. Ok, chắc bây giờ mình không mua làm gì cả. Xem nào, nghe bán gì đây. Chả nhắn gì luôn ý. Áo quần găng mua inbox. Áo quần găng thì chắc hiện tại bây giờ mình không cần đâu. Mình mua hẳn một set luôn. Tại vì mua lẻ thì một là giá nó cao hơn, thứ hai là rồi cứ mua lẻ thì không thích mấy, mình không thích mấy anh em ạ. Mình thích mua một phát xong luôn ấy. Đây bán set đây, mình sẽ mua của bạn này nhá. Xem bạn này bán bao nhiêu nào. Đây bạn dưới, bạn 18 triệu sức mạnh thôi. Giết em ngập dòng. Giá bao nhiêu bạn? Đây, giá bao nhiêu ạ? Đây mình hỏi giá cho bao nhiêu nhá. Còn bạn này thì như bán găng à, bán ấy đấy. Giá bao nhiêu, mình hỏi giá bao nhiêu nhá. Giá bao nhiêu? Nếu mà găng lấy khoảng 800 triệu vàng thì mình mua cũng được em ạ. 800 triệu vàng thì mua cũng được. 40 thỏi vàng, 40 thỏi vàng là hơn 1 tỷ anh em ạ. 27 thỏi vàng này, 393. 27 thỏi vàng là bao nhiêu nhỉ? 27 thỏi. Có khả năng mình sẽ mua của bạn này đi. 3293 này, găng này không xịt anh em ạ. Găng này không xịt này. Ok, địa điểm giao dịch đi, mình sẽ mua của bạn này nha anh em. Đây, địa điểm giao dịch. Địa điểm giao dịch. Ok, hiện tại mình đã nhắn thành công em ạ. Đây, bây giờ mình sẽ xem thử là khoảng bao nhiêu. 27 thỏi vàng xem bao nhiêu nhá. Chắc khoảng là 12 triệu anh em ạ. À nhầm, 37 triệu một thỏi vàng thì 27 thỏi thì 27 nhân với 37 thì nó rơi khoảng là nào? Nó rơi vào khoảng là 1 tỷ vàng em ạ. 1 tỷ vàng mua được. Mua được em ạ. Nhưng mà mình mua set kia rồi thì chắc có khả năng là sẽ không đủ 1 tỷ vàng em ơi.
Đây là Galaxy Fold 11 giao dịch counter anh em ạ, 240 triệu. Ok, mình sẽ qua luôn nhá. Thực sự lần trước mình mua cái set sức đánh Lamex 27% hơn 400 triệu vàng em ạ. Thực sự luôn, lúc đấy cần gấp lắm, thế là rất là đắt luôn ý. Galaxy Fold 11 giao dịch counter. Đây mình qua Fold 11 anh em ạ. Đây kiếm counter đâu, counter đâu bạn ơi, chắc đùa mình ta thế luôn. Phú Lê kìa, Phú Lê chuẩn, không thấy anh em ạ. À đây Hunter đây, 240 triệu. Ok mua luôn anh em nhé. Đây ơi bạn ơi, đây 240 triệu này các bạn, sự luôn. Bây giờ cày lại cảm giác còn thiếu thốn vãi trưởng luôn ý, thực sự rất là thiếu thốn luôn ý. Áo này, quần này, găng dài, ok mua được em ạ. Ok mình sẽ mua anh em nhé, 240 triệu. Ok rồi, tại mình đã mua thành công set sức mạnh tiềm năng em nhé, set sức mạnh tiềm năng. Với lại bây giờ mua bao nhiêu phần trăm đây, bây giờ hỏi thêm mặt này là bán bao nhiêu phần trăm nào. 10% giá chắc khoảng 20-30 triệu thì mình mua được, 220-30 triệu ở giao dịch. Ok một luôn anh em ạ, thực sự luôn. Rồi bây giờ sẽ kiếm xem nào, 900 triệu không biết là bạn cái bán không nhỉ, 900 triệu mới bán không, găng VIP mà ra mà lại không, 900 triệu bán không, có khả năng mình sẽ mua lại của bạn này. Ok mua luôn 25 triệu anh em nhé, 25 triệu đi. Ok hiện tại mình đã đây giao dịch ra đây này thì mình chỉ 20 triệu thôi, mà đang sự kiện thì thôi mua tạm em ạ, tí gì thì mình đi úp luôn đó. 51931 51931. Ok rồi rồi, và chắc clip mình sẽ tạm dừng ở đây. Nếu anh em thấy clip này của mình hay thì đừng tiếc một lượt like, một lượt đăng ký đồng kênh mình nhé. Clip sau thì mình sẽ đi úp tiềm năng và cũng như là làm nhiệm vụ cho link VMNT anh em nhé. Ok và chắc clip mình sẽ tạm dừng đây, bye bye anh em, bye bye.